Anh thấy sau khi mà anh áp dụng cái giải pháp là giao cộng với mini á, thì anh thấy cái tỷ lệ mà lúa nó chỗ thoát thì anh cảm thấy nó như thế nào? Anh xịt thằng Moni với thằng Linh Gia bữa thứ bảy tuần trước á, cách nay cũng 7 ngày anh thấy xịt là thấy nó trổ mau, rồi nó thoát ra đều, rồi thấy nó mưa gió qua cách nay cả tuần tuần mà thấy cái hộp nó vẫn trắng sáng chắc hộp. Thì mưa là mấy ngày liên tục, mưa 7 ngày bữa nay là 7 ngày mà vẫn lúa tốt. Dạ, thì anh thấy tỷ lệ lên đất của nó đạt không? Đạt. Chứ gặp mà không đạt rồi nó cũng đem đếp, họ thấy cũng thấy rõ ràng. Dạ. Anh thấy lá của nó như thế nào? Lá xanh. Mướt không? Mướt. Full Money với Ninja để quản lý hiệu quả cả hai bệnh quan trọng đào ôn và lên đếp hạt. Money, lúa đẹp, mê ly.